báo quốc tế Vinfast dấu ấn của Việt Nam trong năm 2020 tờ Autopress, chuyên trang ô tô hàng đầu châu Âu vừa đăng tải thông tin tổng hợp hoạt động của Vinfast trong năm 2020 và nhận định đây là năm ghi dấu ấn của Vinfast với nhiều hoạt động và thành tựu ấn tượng sản phẩm khẳng định đẳng cấp Chuyên trang Autopress dẫn thông tin, vào tháng 5 năm 2020, VinFast thử nghiệm mẫu xe điện mới được thiết kế bởi Pininfarina, công suất dự kiến khoảng 470 mã lực, quãng đường đi được trong điều kiện lý tưởng là khoảng 500 km mỗi lần sạc. Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ được giới thiệu tại thị trường Mỹ trong năm 2021. Sau đó không lâu, sự kiện VinFast ra mắt mẫu xe President thu hút đông đảo truyền thông quốc tế quan tâm. Auto Press nhấn mạnh, đây là một trong những mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất hiện nay, biểu trưng cho đẳng cấp, chất lượng của thương hiệu ô tô Việt Nam sau 2 năm ra mắt. Mẫu xe VinFast President là phiên bản giới hạn mang động cơ V8 6.2L, tốc độ tối đa là gần 300 km h với mẫu xe VinFast President, tờ Top Gear, phiên bản Philippines cũng đưa ra bình luận, VinFast đã có một bước tiến dài. Còn theo Nikkei của Nhật Bản, VinFast khẳng định năng lực sản xuất với mẫu xe sang đẹp mắt. Sản phẩm tiếp theo được Autopress liệt kê trong bài tổng kết về VinFast là xe buýt điện. Chuyên trang này nhận xét, mẫu xe buýt điện có ngoại hình bắt mắt với hai màu chủ đạo là xanh lá và đen, cùng nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt khối pin xe buýt điện sử dụng có năng lượng lên tới 281 kWh. Kết quả kinh doanh của hãng xe Việt cũng là một điểm sáng tại thị trường Việt Nam, ngay cả trong đại dịch. Chuyên trang ô tô của châu Âu dẫn thông tin, tất cả các mẫu xe của VinFast đều dẫn đầu các phân khúc. Đáng chú ý, trong tháng 11 năm 2020, VinFast đã bán tổng cộng 4.040 xe. Theo số liệu kinh doanh của VinFast, trong tháng 12, VinFast bán ra 9.500 xe. Như vậy, hãng xe này đã bán ra hơn 41.000 xe kể từ khi ra mắt. Các mẫu xe VinFast lần lượt nằm trong top 10 những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam, vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ đã có mặt rất lâu trên thị trường. Kế hoạch vươn ra thị trường toàn cầu Theo Auto Press, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ với truyền thông về kế hoạch mang mẫu xe điện đầu tiên của VinFast thâm nhập vào thị trường Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng cho biết, thị trường trong nước khá nhỏ, vì thế, doanh số ở nước ngoài sẽ là chìa khóa quan trọng để giúp công ty có lãi. Bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển thương hiệu ô tô toàn cầu của VinFast, hãng xe Việt chính thức khai trương Viện Công nghệ ô tô 2 tại Melbourne, Australia. Đây là cách mà VinFast mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, kết nối với các nhà cung cấp hàng đầu, đoàn bắt các công nghệ và xu hướng mới, Auto Press bình luận. Tiếp đó, VinFast tiếp tục mua trung tâm thử nghiệm xe lang lang Bang Victoria, Australia. Đây được coi là bước đi giúp VinFast đẩy nhanh quá trình tự chủ trong công nghiệp xe hơi, tiến gần mục tiêu ra mắt những mẫu xe có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Trong năm 2020, VinFast cũng là hãng xe tiêu biểu thu hút hàng trăm đơn vị báo chí toàn cầu đưa tin với nhiều bình luận tích cực. Tờ Modern Diplomacy của châu Âu nhận định, VinFast là một biểu tượng cho nền kinh tế năng động của quốc gia Việt Nam. Trong khi đó, phóng sự về Việt Nam của đài truyền hình quốc gia Thụy Sĩ ATS đánh giá, trước đây, nhiều người không thể hình dung quốc gia này có một thương hiệu ô tô quốc gia. Với hơn 7%, Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới và những thương hiệu lớn mạnh như VinFast đang góp phần đưa nền kinh tế này vươn ra toàn cầu. Xe VinFast là kẻ thách thức cho thế giới, đài ATS nhấn mạnh Kênh truyền hình trả tiền hàng đầu nước Mỹ đã phát sóng phim tài liệu về VinFast vào tháng 3 năm 2020, dẫn lời chuyên gia ô tô quốc tế. VinFast đã tạo ra những sản phẩm thuần Việt, có thể tự hào, gọi đó là hàng nội địa chính hãng, chuyên gia người Malaysia khẳng định. Theo Discovery, một năm sau sự ra đời của ngôi sao mới VinFast, đường phố Việt Nam giờ đây ngày càng nhiều hơn những hình ảnh chiếc xe hơi nội địa đầu tiên. Tuy vẫn còn sớm, nhưng sự nổi tiếng của VinFast là dấu hiệu khả quan cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Kênh truyền hình có ranking cao nhất nhì nước Mỹ bình luận. Có thể nói, kỳ tích của VinFast là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một đội ngũ. Trước đó, thì câu chuyện Vingroup sản xuất xe Made in Việt Nam mang thương hiệu VinFast không chỉ gây bất ngờ với người Việt mà cả truyền thông nước ngoài. Tờ autodesignmagazine.com của Ý cũng đã từng dành hẳn một bài viết để phân tích sâu và dành những lời có cánh về ngoại thất của xe VinFast. Còn nhà báo Andrew Knopf đến từ tạp chí danh tiếng CNET của Mỹ cũng có bài viết với tựa đề Việt Nam chắc chắn sẽ bước ra thế giới. Ngay phần đầu bài viết thì nhà báo này đã dành những lời khen ngợi tuyệt vời cho hai mẫu sedan và SUV của VinFast. Tờ mô tô của Ý cũng đã đưa ra những nhận định về những thiết kế độc đáo của sedan và SUV vì nó đã tạo ra nhiều điểm nhấn thú vị và thu hút cả thị trường châu Âu không chỉ ở Ý mà còn ở Pháp, tờ Auto News cũng đưa ra nhận định. Châu Á không thiếu các nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng, nhưng đúng là ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, các quốc gia khác của lục địa này ít có đại diện trong ngành công nghiệp ô tô đến với Paris Motor Show. Nhưng với VinFast, họ đã đưa Việt Nam lên phía trước sân khấu của ngành công nghiệp ô tô thế giới với một chiếc sedan và một chiếc SUV và chúng thực sự khá tuyệt vời. Cho dù bạn có thích hay không, thực tế là cả hai chiếc xe có một bản sắc mạnh mẽ nhờ chữ ký V phía trước và phía sau, không thể rời mắt khỏi logo hãng xe đến từ Việt Nam. Tác giả Lucas Raheria Rivoni viết. Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ báo uy tín Bloomberg về sứ mệnh của VinFast trong thời gian tới, Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ, Chúng tôi có khát vọng xây dựng xe ô tô thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên toàn thế giới. Lời tuyên bố đầy mạnh mẽ này đã và đang từng bước trở thành hiện thực.